Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hải Đường TV và hôm nay xin mời mọi người cùng với Hải Đường chúng ta sẽ đi khám phá một căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án DeFi của chủ đầu tư Capitaland. Đây là căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 220m², đã được decor full nội thất cao cấp và hiện tại đang được cho thuê mức giá 4.800 đô nha mọi người. Và mọi người đang bước ở đây là vào từ không gian sảnh thang máy chung, và bước vào đây chúng ta có một sảnh thang máy riêng của căn hộ và chúng ta sẽ có một cái thang máy riêng ở căn hộ này. Chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên và đây bước vào sảnh này sẽ là nhà mình. Thì ở đây chủ nhà đã đề co là một không gian sảnh rất là tinh tế, sang trọng. Chúng ta sẽ có những chiếc tủ để giày ở đây, chúng ta có đồ đề co trang trí, chúng ta có hệ thống âm thanh smart home đón khách vào nhà. Rồi mời mọi người tiếp tục vào khám phá bên trong. Khi bước vào bên trong nhà chúng ta sẽ có một không gian sảnh nữa ở đây. Gia chủ đã được đề co là một cái không gian để có thể ngồi thư giãn nha mọi người. Đối với căn hộ 3 phòng ngủ tại DeFi thì chúng ta sẽ có một cái khoảng sân vườn riêng ở đây. Còn đối với các căn hộ 4 phòng ngủ chúng ta sẽ có hồ bơi riêng. Và bước vào đây chúng ta có một không gian sân vườn ha, được đề co thiết kế bởi chủ đầu tư và có hệ thống tưới tự động. Bước vào trong nhà, trong sảnh thì lúc nào chúng ta cũng sẽ có một chiếc nhà vệ sinh ở đây nha mọi người, để chúng ta có thể chỉnh trang lại quần áo, trang phục cũng như là rửa tay chân trước khi bước vào nhà. Để rồi mời mọi người bước vào không gian chính của căn nhà, đó là không gian nhà bếp và phòng khách. Wow, mọi người bước vào đây không? Chúng ta có một không gian nhà bếp được thiết kế rất là hiện đại, sang trọng với một chiếc đảo bếp lớn ở đây ha. Và với tông màu đá màu đen rất là đẹp và các trang thiết bị nhà bếp màu đen ha, rất là đẹp luôn mọi người. Và mọi chi tiết trong không gian nhà bếp này đều là các thiết bị cao cấp được nhập khẩu. Và chúng ta sẽ có đầy đủ, chúng ta sẽ có lò nướng ha, chúng ta có lò vi sóng, chúng ta có máy pha cà phê ở đây. Và được thiết kế hết trong một cái hệ tủ âm như vậy rất là đẹp. Đặc biệt là chúng ta sẽ có hệ thống tủ lạnh ha, cũng âm đồng bộ với hệ thống tủ bếp rất là đẹp. Wow, mọi người thấy không? Các căn hộ của chủ đầu tư Capitaland được thiết kế rất là tinh tế, hiện đại, sang trọng nha mọi người. Rồi chúng ta có các trang thiết bị vòi rửa cũng rất là hiện đại. Và đặc biệt chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với không gian phòng khách phía này. Mời mọi người ha. Bên này chúng ta sẽ có không gian kết nối với phòng khách với một chiếc bàn ăn dành cho 6 người bên này nha mọi người. Bên đây chúng ta sẽ có không gian phòng khách được decor full thiết bị nội thất rất là sang trọng. Cũng như là các chiếc tivi, hệ thống smart home. Và mọi người thấy là mọi thứ đồ trang trí trong nhà từ ghế sofa, các tông màu đều mix với nhau rất là hợp. Rồi mời mọi người khám phá không gian phòng ngủ master.